Chắc mình cũng đi vô rồi dần dần. Chứ mấy chúng sanh kia không biết đang ở đâu. Thì tụi chung là trong số ngày hoặc cuộc sống mình hàng ngày thì thường sẽ có những cái cảnh thú mà thực tế đụng phải với người thân, bạn bè, gia đình, các kiểu. Thì trong khi đó mà có những lúc mình kiểu dễ bị đơ. Bao nhiêu cái vốn liếng học hành nó kiểu nó như là chưa có gì luôn. Thì đó là cái ý tưởng mà mình mới nghĩ là sẽ đổi gió chút khi mà cho mọi người thử một chút về cái ứng tác cho những cái cảm ứng của cuộc sống. Nó giống như cái việc mà trả lời cái câu hỏi, những cái câu hỏi kinh điển nhưng mà ở cái mức độ thực chiến hơn xíu thôi. Bên em vi vi họ còn ngủ à? Sao nhỉ? Có thể em kiếm một cái góc nào đó thanh thanh tịnh thanh tịnh hơn xíu chăng? Hay là nói hay hay là sẵn sẵn dịp mình tập mình nói một cách nhỏ nhẹ và từ tốn nè, nói thì thầm và nhỏ nhỏ nhẹ cũng là một cách. Mà ý là không biết nay mọi người có thể tiện mở mic không? Có tiếng Anh thì đi 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 đường từ tốn chắc là sẽ ổn. Không biết mọi người còn lại sao? Kê tiền. Trang thì chọn Trang thì sao? Nguyên với Nguyên nữa. Nghi nghi nãy nãy giờ Nguyên nó quéo quá ta. Không biết có béo không? Tụi chung là một chút chạy với nhẹ nhẹ thôi. Mít được nhưng đợt tập giật cái tới trong lực có nó nhiều tháng. Không biết nói gì. Ok, không mở mít hen. À, hiểu. Này tập dần gì đâu, nói chung một vài cái cảnh huống công suất hàng ngày thôi. Nhưng giờ mình có ba bạn Trang, Tiên với lại Đức Anh. Có hai hai bạn nào xung phong muốn xung phong thử bắt cặp để mà nói để mà tập trước không?
Hi 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 nghĩa nghĩa là có. Đầu quên nó dễ lắm em ơi. Các bạn là nó nhận cái tình huống gia đình thôi. Ok, vậy giờ mình có Trang với lại Tiên nè. Thì có thể giờ ví dụ nha, thì đầu tiên là mọi người chọn cái vị trí của mình là một ai là người người vô cái vai chính để mà giải quyết cái vấn đề, và ai là cái người còn lại để mà phụ trợ. Support và đánh máy nữa. Cảnh huống của mình thì anh có một cái đơn giản đó là chưa này chưa chưa có chọn ra cái vị trí cụ thể cho con nha. Có thể là bạn bè hay là cha mẹ, khi mà thấy thấy đi học đồ các kiểu, học phần học thì hỏi vì sao học phần học, và có những cái lợi ích gì á mà mình nhận được đã và mình đã ứng dụng được. Đây là phiên bản mini à. Thì cái này Trang. Ok, vậy Tiên. Tiên với Trang. Tiên chịu không? Có thể lấy bối cảnh là Trang là mẹ của Tiên luôn. Trang là mẹ của Tiên luôn. Cũng hợp lý. Để có gì thực tập đồ, có gì mốt ra thực chiến á, khi mà được mẹ hỏi những câu tương tự như vậy nè, thì mình có cái chất liệu rồi, là mình đã biết là cái này mình đã từng chơi rồi, giờ mình móc ra mình làm thôi. Thì ráng cứ mở mình cứ mở mở mắt lên đi. Cái tình huống là tình cái vấn đề câu hỏi nó sẽ chủ chủ yếu là như vậy, còn lại là do các bạn cứ tung hứng hết, còn lại là do các bạn tự tự biên tự diễn, miễn sao là nó sẽ giải quyết nhưng mà xung quanh cái vấn đề đó, và mọi người có thể tùy tùy cơ ứng biến mà. Cái này nó gọi là nó ứng tác mà, cho nên các bạn cứ thoải mái tự tin khoét.
Rồi. Mà hai bạn lên 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 sân khấu nghe. Nghe nói trịnh trọng quá, hồi ta cũng quéo action. Ừ. Action. Lâu mọi người có thấy vui lắm không? Em nói lại coi. Em nói lại nghe nó. Để nghe lại coi nó sao. Dạ, nghe rõ chưa? Ok. Ok tiên. Giờ nghe nó nét rồi đó. Mẹ Trang ơi. Mẹ Trang ở bệnh ổn không? Alo, mẹ của sắp nhỏ. Không, không hiểu sao Trang hay hay được nhận cái vai làm mẹ kia. Rồi mời hai mẹ con vô. Rồi. Tiên ơi. Con gần đây con có gì vui để kể mẹ nghe không? Tuy vậy. Dạ. Thì mấy hôm nay con đi học đại học thì con có quen được cũng một vài bạn mới rồi, có cùng học với mấy bạn thì với lại là ở bên trung tâm thì con cũng có tham gia những cái buổi học nhóm và có cùng mọi người học những cái kiến thức về Phật học, như là gần đây thì có cùng với bạn Lộc là học siêu lý nữa. Siêu lý là gì vậy con? Mẹ nghe sao lạ quá. Siêu lý là một cái môn chuyên cứu về sự thật đó mẹ. Nghiên cứu gì sự thật? Con nói theo cho mẹ nghe được không? Mẹ chưa có hình dung được. Dạ, tức là mình sẽ đi tìm hiểu về chủ yếu là những cái sự thật về những điều, những cái thứ mà nó có thực sự nó tồn tại ở trong cái đời sống này, và những cái quy luật mà nó vận hành và chi phối cái đời sống của mình đó mẹ. Vận hành và chi phối hả? Nghe giống thuyết định mệnh quá con. Dạ không phải thuyết định mệnh đâu mẹ, khi mà mình học vô thì mình sẽ thấy nó khác so với thuyết định mệnh đó nhiều. Với lại nếu như nhìn theo góc của triết á, thì khi mà mình nhìn vào cái không gian am không mình à, mình nhìn theo cái góc độ mà mình nhìn cái góc độ đi đi sâu vào bên bên trong thì nó sẽ là về quy luật, nhưng mà có cái hơi hướng định mệnh đó, nhưng mà khi mình nhìn cái góc độ mà theo như đời thường, những cái niềm cái những cái niềm niềm tin hay là cái tư tưởng phổ biến của mình hàng ngày thì bản thân mình cũng có thể tác động, mình tạo tác dựa theo những cái quy luật đó mà. Tạo tác theo quy luật ha, quy luật niềm tin tư tưởng ha. Vậy mấy cái này nó có giúp gì cho con trong việc kiếm tiền hay là cụ thể là trong việc kiếm bồ không? Lâu quá rồi không có nghe con nhắc tới bạn trai gì hết á. Lúc trước con cũng có chia sẻ với mẹ là hiện tại con có
Dự định hay là ý định kiếm bồ á, mà con chỉ muốn là tập trung học hành để cải thiện bản thân cho thăng tiến hơn thôi, nên là bây giờ con chưa có thực sự là dự định cho chuyện đó, nhưng mà con cũng có tham gia một số cái buổi chia sẻ trước để nếu mà lỡ sau này mình có gặp thì mình có gọi là mình không muốn, nhưng mà mình lại bất chợt mình vào cái cảnh huống đó thì mình có cách mình biết đường để mình xử lý cho nó hợp lý. Còn kiếm tiền thì hiện hiện tại con đang đi học, nên là con sẽ làm những cái công việc mà trong khả năng con có thể để chuẩn bị cho cái nghề nghiệp tương lai. Chứ nếu như nói tự chủ tài chính thì con nghĩ là con chưa thể, nhưng mà có thể là một phần nào đó để có thể phụ giúp mẹ. Vì giờ con nói cô nói thêm cái, tại vì con mẹ biết là việc học nào nó cũng phải tốn thời gian và tốn công sức rất là nhiều đúng không, nên mẹ cũng rất là muốn hướng con về cái việc mà tốn thời gian làm sao mà cho nó ra ngô ra khoai, rồi tốn sức lực làm sao mà cho nó ra ra quả ra trái. Nhưng mà bây giờ em con học những cái điều mà giống như con nói, như là quy luật, là niềm tin, là tư tưởng này nọ, mẹ thấy nó nghe nó rất là mông lung, nó không có cái gì mà cụ thể mà có thể mà làm cho con gặt hái được mà về 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 cái kiểu mà vật chất đó. Thì bây giờ á, ở ở cá nhân con á, cho mẹ một cái gì đó rồi làm là yên tâm hơn cho cái việc mà cái việc con học á có thể ứng dụng vào cái việc mà sao sao mà để mà nó cho con yên tâm hơn về cái mặt mà người đời đang 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 mong mong cầu, và kiểu như mẹ cũng đang hướng tới giống vậy đó. Rồi đó, thì nếu mà được á thì con cho mẹ một cái góc nhìn đi để cho mẹ cảm thấy yên tâm hơn về những cái điều con học á. Chứ bây giờ mẹ cảm thấy nó hơi bị mông lung quá, sợ có nhiều khi con học quá rồi con bị, mà cũng không biết nó có phải là điều đúng hay là nó là tà giáo rồi dẫn dắt con đi tầm lập tùm lum tùm la nữa. Giờ con thấy đó, có nhiều người cũng đi theo những cái giáo hội gì tùm lum, rồi họ 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 về rồi họ họ chửi bới cha mẹ, rồi họ đánh đập, và họ làm các thứ đó, rồi họ cũng đang tưởng họ đang họ làm học điều đúng đó, nhưng mà kết quả họ làm ra toàn là những cái thứ chất quốc không à. Đó, giờ con có một phần nào đó đây để nói thêm cho mẹ biết nhé. Dạ. Còn thứ nhất á là khi mà con học á thì ở đây họ dạy mình là học có sự phê phán, chứ không phải là mình nghe nghe truyền đạt kiến thức đó rồi mình tin ngay, mình vội tin ngay mà mình không có suy xét cái sự đúng sai của nó. Cái thứ hai đó là mình Sao cái gì?
Alo mẹ ơi, mẹ nghe không mẹ? Rồi mẹ nghe. Thì đáng lẽ là con cũng đọc những cái tin tức mà mẹ nói, và con cũng rất sợ là mình sẽ bị dẫn dắt vô những cái giáo hội như vậy. Là con gái của mẹ, con được lớn lên trong một cái gia đình là mẹ luôn dặn con là phải rất là cẩn thận với những cái điều này, và con xem tin tức con cũng có ý thức được những cái điều đó. Thì nên khi mà con bước vào cái trung tâm này, con cũng rất là e dè và con luôn đề cao cảnh giác, chứ không phải là ai nói gì con cũng tin. Và đây xử lý như là một trong những cái môn mà con học tại trung tâm, thì học con cũng có đi học thêm những cái môn khác. Thì trong lúc mà con học á, con để ý cái cách mà họ dạy, họ đối xử, họ chăm sóc cái học viên như thế nào, thì con mới có cái ý định, con mới suy xét là con có tiếp tục đồng hành với lại cái trung tâm này hay không. Và con cảm thấy là những cái bài học mà họ đưa đến là nó thật sự giúp ích cho một con người, nó khiến cho cái người đó tốt lên, chứ không phải là dẫn dắt họ vào một cái điều gì sai xấu. Chẳng hạn như bây giờ con nói cho mẹ nghe nè, mẹ có thấy cái trung tâm nào hoặc là cái người nào mà họ dạy, họ nói về giáo dục không? Và mẹ có hiểu về hồi đó giờ đi học con cũng không có định nghĩa được cái từ giáo dục là như thế nào, nhưng mà vô đây thì con được mọi người thầy cô nói là giáo dục nó là một cái sự gì tự nhiên quên tự nhiên quên bài giáo là cái gì em tự nhiên em quên rồi ta, em nhớ dục là nuôi dưỡng giáo là dạy dỗ, đúng rồi, giáo là dạy dỗ, còn dục là nuôi dưỡng. Thì giáo dục là mình sẽ nuôi dưỡng và dạy dỗ một cái người nào đó để cho họ tốt lên. Và những cái mà không chỉ là về cái môn giáo dục mà còn là những cái lớp T mà con học á, thì họ cũng dạy về cái cách mà mình yêu thương, những cái cách mà mình nên đối xử với lại cha mẹ, thầy cô như thế nào nữa. Và thông qua cái và họ dạy con cái cách là mình phải thường xuyên biểu hiện những cái hành động mà mình quan tâm đến cha mẹ, để cho cha mẹ nhận thấy là mình luôn để ý và mình biết ơn cái sự dạy dỗ của cha mẹ. Giống như là bữa giờ nè, con cũng hỏi ba, con cũng hỏi mẹ là ăn cơm chưa, hoặc là đã ăn uống cái gì chưa, thì con cũng được dạy từ thầy từ cô ở đây chứ. Chứ hồi đó là con không có làm vậy đâu, và mẹ cũng thấy cái điều này mà. Điều con nói thì mẹ nghe thấy cũng êm tai đấy, nhưng mà con biết đó, cái gì mà người ta đi dẫn dụ mình đó, mà một cách chuyên nghiệp đó, thì nó cũng có thể tạo thành một cái hệ thống đó. Thì ở trong hệ thống đó thì tất nhiên nó cũng sẽ có những cái nội dung để dẫn dắt con, làm sao để cho con thuyết phục được con. Và con kiểu như là giờ vẫn còn là sinh viên đúng không đó, con vẫn là sinh viên, cái điều những con vốn liếng của con, kinh nghiệm của con mà tiếp xúc cái tình cái đường trường đó, cái gọi là cái trải nghiệm thế thường của con nó rất là yếu kém, mà con nhảy vào một cái môi trường như vậy á, thì có nhiều khi con sẽ bị dắt mũi hồi nào mà con chẳng hay đó. Giống như những cái điều mà con nói con học đi, là con cũng đang học về Phật học đúng không, những điều con nói là con học về quy luật, về niềm tin đó đó, con thấy đó, những cái đó làm sao mà có thể chứng minh được, có thể lý giải được. Rồi rồi khi mà học như vậy rồi rồi kết quả rồi con sẽ như thế nào, thì những điều con làm với mẹ là đúng, ba là đúng, thì ba mẹ cũng thấy và có và cũng gọi là cũng vui vì điều mà con vừa làm đó. Thì ở trong những cái giáo hội họ vẫn dạy cho con người ta đạo đức mà, nhưng mà cái mục đích họ hướng tới như thế nào thì làm sao mà con có thể biết chắc được nó là điều đúng cho con, với lại cái thời gian mà con dành cho nó quá nhiều như vậy thì nó có thật sự là mang lại lợi ích cho con thật sự hay không. Mẹ cũng muốn là con xác nhận cho mẹ một cái điều đó và nêu ra một cái ý gì đó làm cho mẹ cảm thấy là có thể tin
tin rằng là con mẹ đang học những cái điều này và nó sẽ giúp ích cho con mẹ về cái mặt là đạo đức, về cái mặt là vật chất, về cái mặt là sau này có công ăn việc làm, rồi có gia đình hạnh phúc trong gia đình đó. Thì bây giờ con trải lòng cho mẹ với, tại vì mẹ cũng chưa từng học trong cái môi trường này, cũng chưa từng tiếp xúc với thầy và cô của con, nên mẹ cũng không có thể đoán biết được là những điều con học thực sự là nó có đúng cho con hay không, tốt cho con hay không. Trời, mẹ này kiểu mẹ này nhẹ nhàng nhưng mà cũng gay gắt quá. Ủa mà chị, mà mấy cái giáo hội là nó cũng dạy đạo đức cho mình hả chị? Đó, thấy chưa? Tất nhiên rồi, nó phải dẫn dụ mình theo cái hướng là nó phải mang lại cái lợi ích cho mình, chứ chẳng lẽ nó không có lợi ích cho mình thì làm sao người ta đi theo nó được. Nhưng mà không biết là cái đạo đức mà nó dạy là cái gì? Bao nhiêu mọi mặt trong đời sống. Thí dụ em có thể hình dung là trong hệ Thiên Chúa giáo đi, em vào trong đó là người ta dạy cho em cái nếp sống, là từ cái việc mà nhỏ nhặt nhất giống như là đối đãi với người nhà ra sao, sau này đến khi mà họ có thể theo em đến cùng, là em có con có cái rồi có chồng có vợ, là họ dạy cho em như thế nào trong cách ứng xử, trong cách đối đãi với những người đó. Đó rồi, chị hai, chị hai tiên support. Tiên em nói đúng không Tiên? Dạ nghe. Vậy em trả lời tiếp nha mọi người. Thì theo con á mẹ là nếu mà nói về cái lợi ích thiết thực về kiếm tiền hay là cái lối sống đạo đức hay là cái hạnh phúc gia đình á, thì con thấy là học cái này nó rất là gần gũi và thiết thân với mình luôn á mẹ. Tại vì nếu như mà mình không có những cái hiểu biết này về những cái quy luật vận hành nè, rồi về những cái tình huống hay là tình huống trong đời sống mà nó được soi qua cái lăng kính của những cái kiến thức về Phật học, thì mình sẽ không thể có một cái cách ứng xử đúng đắn với những cái điều mà trong đời sống của mình, như là về nghề nghiệp. Nếu như mình không biết được về những cái nghề tà mạng thì mình đâu có tránh được nó. Nếu lỡ một ngày mình sa vào cái nghề tà mạng đó thì nó sẽ dẫn đưa đến những cái tác hại rất là khôn lường. Và mình còn thông qua những cái kiến thức Phật học thì mình còn có thể biết được cách để kiếm tiền một cách chân chánh, rồi mình còn tạo được nhiều lợi ích cho những người khác nữa, không chỉ riêng cho mình. Và nếu mà nói về cái đạo đức trong các cái giáo hội đó, thì con có đặt một cái vấn đề, đó là nếu như họ vẫn truyền dạy những cái đạo đức đó, họ vẫn sống tốt, thì tại sao hiện nay trên thế giới nó vẫn có những cái khủng hoảng, những cái biến cố nhiều tới như vậy? Như là có xung đột giữa các tôn giáo và giáo phái, hay là sự chia rẽ rồi họ tranh đấu với nhau. Thì nếu như mà họ truyền đạt những cái đạo đức đó đúng, thì tại sao con người lại xảy ra những cái mâu thuẫn đó? Và về cái chuyện hạnh phúc gia đình thì con cũng có chia sẻ với mẹ là hiện tại con định hướng cuộc đời con là chưa có cái phần đó, nhưng mà cũng sẽ có sự chuẩn bị. Thì nếu như mà mình không học để mình biết cái cách yêu thương đúng đắn, thì khi mình rơi vào một cái mối quan hệ nào đó thì mình yêu thương người ta sai cách, thì mình sẽ thứ nhất là mình vừa gây tốn thời gian, vừa có hại cho mình mà còn có hại cho người nữa. Thì Phật học có dạy mình những điều đó và nó rất là thiết thực, nó gắn bó với đời sống của mình luôn mà. Và cái
cái lập gia đình thì nó cũng chỉ là một trong nhiều cái lựa chọn thôi, thì mình còn có thể có nhiều cái lựa chọn khác, nhiều cái mối quan hệ khác để mình chăm lo trong đời sống mình. Ví dụ như ba mẹ cũng là gia đình của con và con cũng có cái trách nhiệm để con chăm lo cho ba mẹ, và thông qua Phật học thì Phật học sẽ dạy con những cái điều đúng đắn, những cái trách nhiệm nào mình cần thực hiện đối với gia đình của mình nên yêu thương gia đình như thế nào. Ừ. Thì mẹ nghe qua thì mẹ thấy con cũng có nền tảng rồi đó. Thì thôi con học như vậy là ngừng là đủ rồi. Tại vì nếu mà mẹ thấy rằng là cái việc học của con đi, nó đang vào cho con đạo đức đi, ổn. Nhưng mà nếu mà con cứ chăm chăm học nó hoài, rồi có khi nào con sẽ bị thua thiệt với mọi người không? Kiểu giống như là họ họ ở ở ngoài kia là họ có nhiều cái thứ mà có thể mà nó không có đi theo cái hướng của con. Rồi mẹ đang nghĩ về cái hướng gọi là sẽ giống như ở ở ngoài đi, nếu nếu mà người ta đang học rèn luyện rất là nhiều thứ về kỹ năng, về mặt tri thức, về mặt kinh nghiệm, đó về mặt kỹ năng, về mặt kinh nghiệm, nhưng mà con cứ chăm chăm học Phật học, con cứ chăm chăm học về mặt đạo đức. Mà hiện tại giờ mẹ thấy con những cái điều con nói ra thì cũng khá ổn cho con, cái nền tảng cho con để con đi tiếp vậy đó. Thì bây giờ con tập trung hoàn toàn về cái mặt vốn liếng, về tri thức và kinh nghiệm cho mẹ đi, kỹ năng cho mẹ đi, để con ra ngoài kia con còn biết cách mà ứng dụng những cái điều đó một cách thực tế hơn. Chứ về mặt đạo đức thì đó đã với con người thì bây giờ là con ổn rồi. Mẹ thấy là con quá ổn rồi, giống như là bây giờ con cũng biết quay về ứng xử cho mẹ, làm cho ba mẹ vui là con mẹ thấy ổn rồi. Con dừng việc học đó đi. À. Cái thời gian và công sức mình bỏ ra, con phải suy xét cho nó thật là kỹ để làm sao mà nó mang lợi ích cho con thật là nhiều. Đúng rồi. Thì phần kỹ năng ở chung mình cũng có dạy luôn mà, và nó cũng dựa trên cái nền tảng về dựa trên nền tảng của Phật học, và những cái điều mà những cái khoa học ứng dụng thì ở trung tâm mình cũng có cái khóa như là học cách học nè, thì đó cũng là một cái khóa kỹ năng mà con thấy rất là cần thiết cho mình nếu mà mình muốn học đường dài. Mà như mẹ nói á, thì con thấy là cái việc học thì nó không bao giờ là đủ cả, tại vì nếu như mà mình chỉ dừng lại, mình đứng lại ở cái hiểu biết của ngày hôm nay thôi, thì ngày mai nó sẽ có những cái chuyện khác, những cái vấn đề mới nó xảy ra, nó ập tới mà mình không cập nhật thêm cái hiểu biết mình cho sâu, cho rộng, thì mình sẽ không thể giải quyết những cái vấn đề đó. Cái chỗ này tự nhiên em quên mất ý rồi, tại nãy cái chị Trang hỏi hơi dài quá nên là em chỉ nhớ được một phần của câu hỏi thôi. Thì nội dung tới đây là chắc là dừng là được rồi, tại vì cũng cũng chưa nghĩ ra thêm ý hướng để hỏi thêm. Dạ. Thì mẹ có muốn đi học chung với con không? Thôi bây giờ hả, con chưa có công ăn việc làm hả, ba con hả thì dạo này cũng đang yếu rồi cũng nên mọi thứ là mẹ gánh vác hết. Nghĩ sao mà mẹ học mấy cái này rồi là kiếm tiền đâu mà nuôi sống cho hả mấy cái miệng ăn trong nhà này đi. Còn em con nữa, em con cũng đang học không, cũng đâu có đem cái gì lại cho mẹ đâu. Mẹ ngồi mẹ học rồi ai nuôi nhà, con thấy đó thấy không? Cái việc học của mình là cần phải cân đối làm sao. Mẹ mẹ nghĩ là vẫn theo cái hướng là con làm sao mà cho ổn định mặt tiền bạc đi,
rồi sau đó con muốn học cái gì con học. Còn bây giờ thấy không? Tội ghê. Đi xa gì rồi qua bển ăn mì gói, nhà ông về ăn cơm với má hả? Nên con học rồi con sắp xếp lịch học như thế nào đó. Rồi mẹ cũng mong mọi điều tốt cho con thôi. Thì con học như thế nào mà mang lại lợi ích tốt cho con nhất. Chứ ở giờ đời người ta thực dụng lắm, người ta đâu có mang cái giá trị tinh thần để nuôi dưỡng cái miệng ăn của mình được đâu. Phải làm sao mà cho nó dung hòa, vừa có mặt đạo đức, vừa có mặt vật chất, vừa có mặt tiền bạc, thì mẹ mới yên tâm dạy con được. Dạ thì rồi. Mình kết thúc ở đây hả mọi người, hay là em có cần phản hồi thêm? Thì em có cái ý tưởng nào nữa để mà cho nào mới mới mẻ không? có dạ. gì đột phá thêm không? Dạ em tạm hết rồi, chỉ có okay. Kiểu phản hồi lại thôi. Ok con. Chết rồi, con này mà ra thực chiến là quéo ác luôn. rồi. Xin mời có gì mời mọi người tự gọi là tự lượng giá. Tự lượng giá là tự coi lại cái phần quy hoạch của mình, coi có những cái phần gì mà có thể coi cái đường hướng nó đã như thế nào, và mình trong khi ấy thì đã có những cái cách giải quyết nó như thế nào ấy, còn thế nào cho nó có thế nào cho nó tối ưu hơn không, thì mọi người coi lại và gọi là có sự lượng giá lại hen. Cái này là mẹ Trang đã nương tay lắm rồi. Trời ơi. Cái này mà mẹ Trang mà quất thẳng tay là coi như là chắc con rồi, con xỉu quá. Chứ cái đô này chắc mẹ mới dùng có 10 phần công lực à. Có gì mọi người coi lại rồi có gì mở mic lên nói tiếp lại cái phần vừa rồi của mọi người.
Có gì tiên với lại mấy bạn này mở mở mic lên nói đi. Này giờ này còn quánh nữa. Cái phần vừa rồi mình có dặn cái đường hướng giải quyết cái vấn đề này nó với cái sự vụ như vậy nó như thế nào. Có chỗ nào còn lấn cấn và có chỗ nào mà đáng đáng lẽ ra có thể làm cho nó tốt hơn không? Lên ạ. Mới nói y xèo luôn sao giờ im ru trời. Ok, chị ba có cái góc nhìn thế nào chị ba? Trong khi chờ chị hai suy nghĩ. Thật... Sao, tự nhiên mọi người đang nói rất rất là im im xong rồi mọi mọi người chuyển sang chế độ tin nhắn chạy. Hello mọi người. Vậy thì em nói trước nha. Mời mời con. Là thứ nhất là qua cái phần kịch ứng tác này á thì em thấy là mình chưa chưa có kiểu mình truy truy hồi lại hết những cái hiểu biết cần thiết để mình đối đáp trong cái tình huống thật, cho nên là hồi nãy có một cái đoạn mà em bị đứng hình ngang á. Em đã chuẩn bị lúc mà chị Trang hỏi á, thì em đã chuẩn bị được một số ý trong đầu rồi, nhưng mà sao tới lúc em trả lời á, thì lại bị quên ngang. Thì cái chỗ này nên cải thiện lại bằng cách là ghi ghi chép ghi trước những cái ý mà mình muốn trả lời. Với lại thứ hai là em thấy có một số chỗ nó giải quyết chưa chưa có tới, nó như như bị bỏ dở. Với lại chưa tới là chỗ mấy cái em thấy là cái tôn giáo với cái chỗ vật chất mà nãy giờ mọi người đang bàn á. Thì nếu là mẹ em thì có mẹ em cũng thực dụng lắm á. Mẹ em nói là mẹ em đòi hỏi á, là phải phải làm cho mẹ thấy được luôn cái kết quả á, thì mẹ mới tin. Nên là bây giờ mà em nói với mẹ mấy cái chuyện học này á là mẹ không có thèm đối thoại tới đâu.
Đó, cái đó là thực tế. Cho nên là em cũng đang cải thiện cái cách học hành của mình cho nó đi theo cái hướng có lợi hơn, để có thể ít nhiều là dẫn gia đình, cho gia đình của mình biết được những cái điều ích lợi nếu mà mình làm được và thành tựu cho họ thấy, và họ thấy được cái sự thiết thực đó, thì họ có thể tin và họ làm theo. Dạ thì đó là cái phần rút ý, rút kinh nghiệm của em có hơi ngắn, thì với lại em cũng chưa biết là chính phần công lực còn lại của chị Trang là sao, tại chị Trang chưa có show ra hết. Là mặc dù cái kịch ứng tác hôm nay em cũng hơi rén, nhưng mà chắc là nó chưa có đến mức độ quá là đáng sợ. Dạ hết. Ok thì nó là anh mới gọi là cái phần mini mà thì là mọi người cũng gọi là bật cái chế độ rồi chế 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 chế, chế độ dễ chứ chưa phải là chế độ hard hard chứ theo như anh phỏng đoán mà Trang mà bật cái chế độ gọi là mẹ chồng mà khó tính nữa thì lên 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 nữa là nó còn ác ác chiến lắm. Cười cười xíu. Nói chung bằng một cách nào đó thì là Trang rất là hợp vô những cái vai người mẹ Việt Nam anh hùng như vậy. Đầu tiên cái hướng của tiên thì có thể có do chưa có quen với cái hình thức này cho nên kiểu khi mà vô thì còn lấn cấn, chứ thật ra thì anh nghĩ là nếu ngoài ngoài đời á, nếu như mà nó với lại kiểu tiên đang có cái chặt đang nghĩ là có cái trọng rồi một mình đang nghĩ là mình có một 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 một, một cái trọng trách một cái trọng trọng trách gì đó rất là nặng nề cho nên vô cũng hơi bị căng thẳng. Chứ thật sự thì anh nghĩ nếu bình thường mà mình nói chuyện với lại mẹ mình á, ý là bất kể là cái tình huống cái câu hỏi nó như thế nhưng mà kiểu nó sẽ không có những cái sự mà nó bối rối hay nó bị khẩn khẩn như vậy một cách nó quá là như thế. Ok thì anh thế là cái thứ nhất. Thứ hai là do là gọi là với mình thì phải hình dung á, hình dung là với mẹ của với mẹ tiên gọi là mẹ Trang á đó, thì Phật học hiện tại nó là một một thứ gì đó nó xa lạ, một cái thứ nó đáng nghi ngờ, cần cần được phải được điều tra kỹ kỹ lưỡng. Nhưng mà khi mà tiên dùng với lại trao đổi với lại mẹ thì cứ hở ra là kiểu nói chung ấy là dùng nó như thể là với mẹ Trang thì nó là một cái gì đó nó thân quen và một cái gì đó nó đúng rồi á, và đến thực tế thì sẽ nghe nó hơi bị dội. Nếu như mà với trường hợp của một cái người mà xa lạ, một người lớn mà gọi là cái gì mà quy luật tùm lum tà la những cái thứ trên trời á, thế là mình chưa có chuyển hóa nó được xuống dưới cái mức độ phù hợp với người ta, và người ta nghe vô người ta có thể sẽ có những cái sự bị dội nhất định khi mà cứ hỏi ra là phù học này phù học nọ rồi sao 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 đó thì là có khả năng như vậy. Hơi hơi khó hiểu, hơi khó hiểu và đi cái nó đi cái hướng đó là với lại đi cái hướng đó là dễ em dễ 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 đưa mình vô những cái chỗ kẹt lắm, đã không có nhớ bài rồi nhưng mà đi vô những cái hướng hướng đó nữa thì mà hỏi nữa là thế nào cũng cũng đơ tiếp. Nhưng anh cũng nói là với mẹ Trang là cái phần học hiện tại là một một thứ đáng đáng nghi ngờ,
và cần phải được là không có thiện cảm ấy nha. Đó, mà mình nói theo cái kiểu đó thì nó dễ những cái sự nó đối nghịch với nhau về mặt tư tưởng. Thì để ý thêm cái cách mà mình sử dụng mình cái cách mình dùng từ đó nên phù hợp hơn. Còn một chỗ nó ví dụ như lúc mà chỗ mà tôn giáo thì là mẹ Trang cũng đang có cái sự nghi ngờ về chính cái đó luôn, mà nghi ngờ về chính cái tôn giáo và lo là không biết con mình nó có phải là dính vô cái đó cái đó không. Đó là cái vấn đề chủ chốt mà lúc nãy em đi vô em nói về cái chuyện là em nói về cái vấn đề của tôn giáo, chứ nó chưa có thật sự là nó thể hiện được là à cái mà mình đang đi nó không phải là một cái gì đó nó nguy hiểm hay là nó có cái sự lý thuyết suông giống như là cái tôn giáo này nọ, và có những cái sự ví dụ như đức 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 Chúa Trời chẳng hạn, kiểu 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 như vậy đó, nó không phải là cái kiểu như vậy. Thì nó là cái điểm chính chính yếu hơn là cái chuyện thế giới nó bất ổn do mặc dù tôn giáo thế này mà thế giới bất ổn thì kiểu cái đó nó bắt bắt vào cái chỗ đó thì nó hơi bị trớt. Giờ mà tụi tụi chung lại là cần có sự để ý trong cuộc sống hàng ngày á, khi mà mình có sự để mình có sự thân giáo cho nó được rõ nét hơn, mình có sự thân giáo cho nó được rõ nét hơn chứ, thì là mẹ sẽ là cái người mà luôn luôn thấy rõ rồi là biết được nếu như mà đứa con có sự thay đổi nhất lần nào đó liền là mẹ sẽ biết biết liền à, kiểu nó là một siêu năng lực á. Và để được như vậy thì mình phải có sự thật sự mình có sự ứng dụng cái những điều học vô trong cuộc sống. Ê, ê, khoan khoan một xíu, kiểu giống như nãy giờ cũng hỏi không mà không có tự mình trả lời, tự Trang trả lời á, nên bây giờ cũng muốn nêu lên cái ý hướng trả lời khi mà có những cơ hội câu hỏi như vậy ập tới mình á. Thì kiểu giống như là Trang đang hình dung là về cái hạng hạng người á, à không, về về cái hạng mà mục đích á, mục đích cuộc đời á, thì nó có 5 hạng. Thì từ cái mức cơ bản nhất á, là cái hạng về kiếm về mặt vật chất, thỏa mãn về cái mặt mà gọi là bề nổi của một cá nhân, phục vụ cho đời sống của một cá nhân, rồi bắt đầu những cái hạng, những cái mục đích về sau càng ngày càng lên, đó là sẽ đi thăng thăng tiến là về, ví dụ là về mặt trí tuệ nè, rồi về mặt cảm xúc là về cái sự hạnh phúc nè, rồi cái biết được rạch ròi những cái điều đúng và điều sai trong đời sống như thế nào á đó. Đó, rồi cuối cùng nữa là cái hạng mức đối đãi về mục đích của cuộc đời tối thượng tối hậu. Thì mục đích cuộc đời tối hậu là những cái mà giống như là trong cái lòng mình cân nhắc thôi, còn cái việc mà nói ra bên ngoài thì cần phải có người phù hợp. Do vậy đối với đối đãi với lại gia đình ba mẹ của mình đó, thì mình cần phải gọi là tiết chế mình lại, là mình biết kềm cái cương của mình lại, để cho bà là biết là những cái việc đó nói ra thì rất là xa hoa xỉ với người nhà, nên mình chỉ lấy 4 cái hạng ở bên dưới mà mình nói ra thôi. Thì 4 cái hạng bên dưới thì mình đầu tiên là mình nói về cái mặt vật chất, đánh thẳng vào cái vấn đề cho ba mẹ là những cái điều con học ở đây đó là những cái điều đạo đức, thuần về mặt đạo đức. Thì khi có mặt đạo đức như vậy, nó sẽ xây cho con một cái nền tảng để con đi trên cái mặt nghề nghiệp ăn chắc mặt bền. Thì nếu mà giả dụ cái công việc của con á, ban đầu nó sẽ không có kiếm được nhiều tiền, nhưng mà nó sẽ hướng cho con về cái mặt phát triển chứ không phải là lụi bại. Tại rất là có nhiều người á, kiếm tiền rất là nhiều nhưng mà đời sống của họ cũng bị lụi, tại vì họ sống sai, họ làm sai, họ bị phạm pháp luật đó. Thì ở đây là về Phật học á, là hướng cho con về cái hướng là ngày càng, một á là sẽ ở mức cơ bản căn bản, hai là sẽ có hướng là phát triển đi lên chứ không bao giờ mà lụi tàn thì cứ hướng bậy bạ và xấu xa đó. Thì nếu mà mình sống trong một, mình cũng là một người con trong nhà có gia giáo, một người con trong nhà cũng biết là yêu thương với nhau, thì không lời nào mà đẩy con mình ra cái hướng mà
bị vi phạm pháp luật, bị tù tội, bị tù tội hay là bị ganh ghét, đúng không? Đó thì đó là cái hướng mà để cho ba mẹ yên tâm về cái mặt gọi là nghề nghiệp của chính bản thân mình. Rồi tiếp theo nữa là mình nói thêm á, là ở trong Phật học á, không chỉ dạy về mặt đạo đức mà còn dạy rất là nhiều thứ. À không, nó đúng ra là trong Phật học á, dạy đạo đức nhưng mà dạy rất là cụ thể. À, đó là một cái điều là mình cần phải học, chứ không phải là chỉ đơn giản là nói rằng là làm theo đi. Không phải là dựa theo cái niềm tin mà cái niềm tin không có sự chứng thực. Mà trong Phật học á, còn dạy cho người ta là khi mà đặt ra một cái vấn đề đúng á, thì lúc nào cũng nêu ra thêm hai hướng. Là thứ nhất á, nếu mà bạn phạm cái điều đạo đức đó đó thì bạn sẽ bị hệ lụy gì. Còn nếu á, mình đi theo cái hướng điều học đúng đắn đó, đó thì mình sẽ được lợi ích gì. Đó nó làm cho mình né được là mình nếu mà mình làm sai á, thì mình sẽ bị những cái này nè. Đó làm cho mình phải cân nhắc lại là mình không được rớt vào nó. Còn khi mà cho mình những cái lợi ích như vậy rồi á, thì mình biết rằng nếu mà mình làm như vậy nè thì đời sống của mình sẽ thăng hoa lên. Đời sống mình thăng hoa lên thì khi cái gì mình thăng hoa thì mình sẽ mang cái sự thăng hoa đó vào. Đó, trong cái sự thăng hoa của mình đó, mình sẽ mang vào cái giá trị tinh thần của bản thân mình. Bên cạnh đó là cũng cộng hưởng thêm cái tinh thần cho những người xung quanh. Tại mình vui thì người khác mới vui được chứ. Chứ mình không có thì người khác làm sao mà vui được. Là cái thứ nhất. Rồi cái thứ hai nữa là khi mà mình có cái sự thăng hoa cho mặt cảm xúc như vậy rồi đó, mình sẽ mang vào trong đời sống của mình thì công việc của mình cũng sẽ được thăng hoa. Đúng không? Trong ngay cả về cái sự sáng tạo thì cũng vẫn cần có sự bình an mới có thể sáng tạo được mà. Chứ lúc nào cũng bất bình thì làm sao mà có thể đúc kết được cái điều gì để áp dụng cho cái công việc của mình được. Đó, thì nó vẫn là tốt cho cái mặt cả về mặt vật chất công việc lẫn cái mặt tinh thần giữa mình và mọi người xung quanh đó, thì đó là cái điều mà mình cần phải tiếp tục học hỏi nữa, tại vì Phật học nó rất là có nhiều điều chứ không chỉ đơn giản là sống tốt với mọi người thôi, ngoài ra nó rất là chi tiết và cần phải có sự học một cách nghiêm túc, một cách cẩn mật thì mình có thể thâu tóm được những cái điều đó. Đó là về thứ cái tiếp theo rồi. Đó còn về mặt trí tuệ nữa, về mặt trí tuệ là cho mình hiểu một cái sự sáng suốt là mình biết đâu là đúng đâu là sai, một cái sự rạch ròi như vậy làm sao mà tại sao mình lại bỏ cái điều đó, mình không đương theo để mình bớt sống sai lầm mà mình sống một cách là có niềm vui hơn đó. Với lại nữa, nếu thì cũng thấy dẫn chứng ra là cũng có những người ở ngoài kia họ cũng có điều học, họ cũng học ông này ông nọ, họ cũng là thạc sĩ này nọ vân vân, nhưng mà cái điều học của họ nó có thực sự mang lại cho họ niềm vui hay không. Họ cũng sống mà cũng kiểu như là cũng cãi lộn rồi cũng ngày nay mai đó, cũng có nỗi buồn nỗi khổ như đó, thì mình học những cái điều học đúng như vậy này thì nó sẽ rào cho mình lại, nó rào cho cái ý hướng của mình là cái việc mà mình làm, cái điều mà mình nghĩ, cái lời mình nói ra thì nó sẽ đẩy cho mình theo cái ý hướng mà nó sẽ mang thực sự là nó sẽ dung hòa lại đó. Thì đó là cái mà Trang hình dung về câu trả lời cho người nhà của mình để cho họ yên tâm hơn cái phần mình học, và cũng như một phần nữa là cho mình nhắc nhớ là những cái điều học này là những cái điều học rất là lợi ích cho mình trên cái con đường mà thăng tiến cả năm mục đích đó, để tự mình neo mình lại, để tự mình giữ mình lại trên cái con đường học Phật học, chứ không thôi là mai mốt mà mình ra bên ngoài rồi mình dấn vào rồi cuộc đời nó cũng cho mình vật chất chủ quả như vậy đấy, rồi mình cũng thấy ham thích quá rồi mình cũng bỏ Phật học luôn, tại mình cũng không thấy được cái giá trị của Phật học mang lại cái gì cao hơn ngoài cái việc là bồi dưỡng cho mình đạo đức, và bây giờ mình cũng thấy đạo đức mình ổn rồi giống vậy đó. Xin hết. Ok, cảm ơn Trang. Cái phần bổ sung thêm, không biết Tiên có lượm kịp không ta? Hy vọng Tiên coi về coi lại lượm thêm cái chất liệu cho mình vô trong cái hướng đó. Nói chung là cái cách mà Trang chia sẻ hiện kiểu nghe nó kiểu nó cần gũi, nó đỡ mang cái tính là giáo điều hả? Nó đỡ mang cái tính là nó giáo điều hơn, và cái hướng đó thì là có thể nghe nó xuôi tai hơn với lại mẹ, một người mẹ cổ tiên á, nghe nó có vẻ nó xuôi hơn xíu. Thì cái đó như hôm qua thầy cũng có nói rồi, là chỉ có Tiên là cái người hiểu rõ gia đình mình như thế nào, người đó là người ra sao, và nên nói những gì nhất thôi, chứ cái đó không có ai gọi là nắm rõ cho bằng người thân của mình bằng chính mình được. Thì đúng là cần có sự để ý thêm và hệ thống lại cái kiến thức để mà khi mà mình đụng chuyện nó có cái chỗ nó đi ra, nó bung ra một cách phù hợp, chứ không phải là cứ tuôn trào nhưng mà nó đúng nhưng mà nó không có trúng.
Thì đó là cái phần cần để ý thêm thôi. Ok Tiên, cảm ơn mẹ Trang và khán giả cũng hóng ngày Nguyên lên sàn đồ. Thì mong là mọi người có sự để ý hơn trong cái và sử dụng được những cái điều học của mình cho nó được sự chân chánh và ích lợi. Cảm ơn mọi người. Mốt chắc phải đặt 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 hàng Trang, đặt 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 hàng mẹ Trang dài dài. Mới cửa. Ok tiền suy nghĩ thêm hen, chừng nào mà mai mốt mà đụng đụng chuyện lại là mẹ Trang gật đầu ok rồi đóng đóng giấy đóng mộc xác nhận luôn á, là lúc đó là em rồi đó. Vững tâm vững tiến. Ê, cái câu chúc này nghe 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 nghe, nghe cũng thú vị nè, lễ lụm về. Ok, cảm ơn mọi người đã tham gia, hẹn gặp mọi người tuần sau. Mong những cái sự lợi lạc nhé.